Rồi, chào các bạn. Video hôm nay thì tôi sẽ giao lưu với các bạn một cây mai cúc bi bonsai tầm trung các bạn. Thì cái cây này nếu mà một người bơ thì nó hơi nặng nha. Nhìn sang đo thông số chứ làm sao. Đường kính tàng là 1 mét các bạn. Cao tính từ 70. Cao là 70. Thì ướp ướm cái hoàn thân thôi, hoàn thân trước ấy. Khoảng 22 phải không? Cái bộ đớ cái này nó bộ đớ già các bạn. Đớ già chắc lắm. Coi này coi lâu năm. Tay tay cành cốt cứng nha, coi này ghép cúc bi. Thì bạn nào chơi nhà mà rộng rộng thì chơi cái này cũng được. Cái này thì đỡ trên ghế các bạn, không đỡ được trên bàn nha. Hàng này hàng bonsai tầm trung. Thì đối với những cây cúc bi bonsai các bạn thì dàn bắp như thế này là tối hôm nay là chơi được rồi nha, bắp nhiều. Lẹt lé loài bắp ra cũng nhiều lắm các bạn. Cái này cái bên thân trong nó có một cái đoạn da nó hơi khô khô các bạn. Hơi khô khô cái đoạn này. Thì tay cành thì nhìn chung là cứng. Đọt thì cũng đang dưỡng lại cái đọt này các bạn. Đọt nó có một đoạn cái bắp này. Năm nay nó cũng có hoa trên đọt ra chơi rồi này. Thì cái này nếu mà các bạn thấy mà được thì các bạn giao lưu gì chơi rồi chăm sóc. Còn những năm sau còn chơi nữa. Đây là mặt sau của bộ đớ các bạn. Thì mọi người nếu mà thấy hộp nhãn thì mua gì có thể là khai thác thêm được gì thì khai thác nha. Vì ở chỗ Tuân thì bây giờ cái số lượng cây nó cũng nhiều. Đó. Rồi với lại những cái cây thế này là mình mua gì thì mình kiểu như mình làm có đâu mình làm đó các bạn, cho nên là nhiều khi mà nó không có phù hợp với các bạn, cho nên là các bạn mua về các bạn chơi nếu mà các bạn có muốn cách hay là muốn làm cho nó thoáng hay là nuôi thêm ấm nhân tàn đó thì tùy mọi người, nuôi thêm những năm sau nữa. Thì báo giá với các bạn coi này, cái giá là 7.500.000 các bạn. Cái coi này do nó tầm trung, cái lớn 7.500.000. Thì nếu mà bạn nào mà thấy thích, thấy được thì mua về chơi tết. Còn không thì các bạn có thể là chờ cái video những cái coi tiếp theo. Đây bộ đó là các bạn, bộ đó cũng to lắm đây. Nhìn cái cây mai mà nó như cây me ấy. Chậu này trồng trong chậu cũng 3 năm rồi nha các bạn. Rồi số điện thoại tôi đỡ bên dưới video á, bạn nào thích coi này thì có thể là nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp đó mà chốt coi nha. Rồi cảm ơn các bạn, chào các bạn.